Ruộng bậc thang là một hình thức canh tác trên địa hình dốc của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới. Đây là loại hình đầu tiên con người tác động vào tự nhiên để phục vụ sản xuất, đồng thời tạo ra cảnh quan thiên nhiên mới. Ở các vùng cao, miền núi địa hình khó canh tác, nhất là với nông nghiệp trồng lúa nước, người dân đã khắc phục bằng cách chọn các sườn đồi để tạo thành những vạt đất bằng. Tùy vào ý định canh tác mà có thể để khô hoặc dẫn nước từ những đỉnh núi cao hơn về. Ruộng bậc thang được sử dụng phổ biến khắp thế giới hàng nghìn năm ở mỗi quốc gia, chúng lại mang một vẻ đẹp, màu sắc riêng, trải dài từ quả đồi này sang quả đồi khác trong thung lũng hay ven biển, với nhiều hình thái và màu sắc đặc trưng của từng mùa, tạo nên những cảnh đẹp ngoạn mục. Ruộng bậc thang Sapa. Từ năm 2009, tạp chí Travel and Leisure của Mỹ đã công bố ruộng bậc thang ở Sapa là một trong 7 thửa ruộng bậc thang đẹp, kỳ vĩ nhất châu Á và thế giới. Ruộng bậc thang nằm ở Tây Bắc là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam. Ruộng bậc thang ở đây được các dân tộc thiểu số như người Mông, Dao, Tày, Hà Nhì canh tác từ hàng trăm năm nay. Nhìn từ xa, những thửa ruộng bên sườn đồi trông như chiếc thang nghìn bậc hướng lên bầu trời. Ruộng bậc thang rộng lớn không chỉ cung cấp lương thực cho người dân địa phương mà còn mang đến bức tranh thiên nhiên ngoạn mục thu hút du khách. Mùa hè, các thửa ruộng bậc thang ngập tràn màu xanh như tấm thảm khổng lồ tươi mát. Vào thu, tấm thảm chuyển sang màu vàng rực rỡ, tạo nên bức tranh đẹp mê hoặc lòng người. Ruộng bậc thang Tegalalang, Ubud, Bali, Indonesia. Ubud nổi tiếng trên toàn thế giới là địa điểm nghỉ mát tuyệt đẹp và bạn có thể lạc vào những ruộng bậc thang thơ mộng khi đến đây. Khung cảnh ruộng bậc thang có màu xanh đậm đặc trưng bởi khí hậu nhiệt đới của Bali và những cây cọ cao tôn lên vẻ đẹp thanh lịch của khu vực này. Không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương, nơi đây còn là một trong những điểm thu hút khách du lịch, nhiếp ảnh gia và họa sĩ đến đây sáng tác nhiều nhất ở Indonesia. Những cảnh đồng lúa liên quan đến hệ thống thủy lợi, truyền thống của người Bali theo lịch sử được truyền lại bởi một vị thánh được tôn kính tên là Simakandeya vào thế kỷ thứ 8. Tegalalang tạo thành 3 cảnh quan bậc thang lộng lẫy nhất trong khu vực trung của Ubud với những cảnh quan khác nằm ở các làng Pieng và Kampuhan. Đến Tegalalang lúc mặt trời mọc, bạn có thể chứng kiến những tia sáng xuyên qua những tán cây trong khung cảnh yên tĩnh hoang sơ. Mặt trời mọc cũng là thời điểm tốt nhất để ghé thăm nếu bạn muốn tránh đám đông. Nếu bạn không phải là người dậy sớm nhưng vẫn muốn ghé thăm vào thời điểm yên tĩnh hơn, thì hãy ghé thăm trước 10 giờ sáng hoặc sau 4 giờ chiều. Tham quan vào thời điểm này có nghĩa là bạn tránh được một số đám đông, khách du lịch cũng như cái nắng gay gắt giữa trưa. Ruộng bậc thang Hamanora, tỉnh Sege, Nhật Bản. Với nền nông nghiệp hàng nghìn năm, ruộng bậc thang trồng lúa rất phổ biến ở vùng nông thôn miền núi của Nhật Bản và thường được gọi là Senmaida, nghĩa là nhìn thửa ruộng. Những ruộng bậc thang hướng ra biển Genkai đầy nước. Khi mặt trời lặn đã nhuộm sắc cam xuống mặt biển và các thửa ruộng tạo nên khung cảnh phản chiếu hoàng hôn tuyệt đẹp. Nằm dọc theo bờ biển của tỉnh Sege, cánh đồng lúa Hamanora có tổng cộng 283 thửa ruộng từ nhỏ đến lớn, rộng hơn 11 hecta, tạo nên khung cảnh đẹp ngỡ ngàng. Ruộng bậc thang Hamanora trải rộng trong thung lũng xói mòn, được hình thành bởi sông Hamanora dài 2 km đổ vào bờ biển Hamanora. 283 cánh đồng lúa được xếp thành từng lớp dọc theo đường cong tự nhiên và còn được gọi là Dandan Betek. Những thửa ruộng trải dài như bậc thang chạy từ biển lên, tùy theo mùa mà khung cảnh thay đổi, với những nét đẹp riêng như hoa cải dầu nở vào mùa xuân, Higanbana vào mùa thu và phong cảnh tuyết rơi vào mùa đông. Đặc biệt từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 5 trong mùa cấy lúa, vẻ đẹp của cánh đồng lúa và con đường mòn giữa những cánh đồng lúa được chiếu sáng bởi ánh sáng màu cam của mặt trời lặn thật đặc biệt. Những thửa ruộng bậc thang xếp đá được bảo vệ cẩn thận từ thời chiến quốc và Edo đã được công nhận là một trong 100 ruộng bậc thang đẹp nhất Nhật Bản, di sản Sege và ruộng bậc thang được chỉ định Thunder. Hamanora ấn tượng quanh năm và trông khác nhau vào mỗi mùa trong năm. Thời gian tốt nhất để ghé thăm là vào mùa xuân từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5. Mùa cấy lúa bắt đầu vào khoảng thời gian này với ruộng bậc thang đầy nước. Một số người nói rằng những hồ nước trông rất giống một bức tranh thủy mặc của Nhật Bản có tên Suibokuga khi mặt trời lặn và mặt nước phản chiếu màu hoàng hôn. Vào mùa hè, những cánh đồng lúa bậc thang tươi tốt và xanh mướt tạo nên một khung cảnh đầy màu sắc tuyệt đẹp. Mùa thu hoạch là vào mùa thu, khi ruộng bậc thang có màu vàng óng ả và dịu êm. Vào mùa đông, những cánh đồng trông hoàn toàn khác, như đang trong giấc ngủ chờ đợi mùa xuân. Nếu may mắn, bạn sẽ nhìn thấy những bậc thang
của ruộng bậc thang phủ đầy tuyết. Nó tạo nên một cảnh đẹp khác thường. Ruộng bậc thang Nguyên Dương, Vân Nam, Trung Quốc, nằm ở phía nam dãy Ai Lao Sơn. Nguyên Dương là nơi sinh sống của các dân tộc Hà Nhì và Lô Lô. Tổ tiên của họ đã tạo ra những ruộng bậc thang tuyệt đẹp cách đây hơn 1.200 năm. Giờ đây, khung cảnh như tranh vẽ của những thửa ruộng này trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Từ tháng 1 đến tháng 3, ruộng bậc thang ở đây đầy ắp nước sau khi thu hoạch, nước phản chiếu bầu trời và mây. Từ cuối tháng 2 đến tháng 3, hoa đào hồng và hoa lê trắng phủ khắp vùng đất rộng lớn, là thời điểm lý tưởng để du khách ghé thăm. Khu vực này có 1 triệu hecta và 16.600 hecta đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Người dân Hà Nhì đã phát triển một hệ thống phức tạp các kênh để đưa nước từ đỉnh núi vào các ruộng bậc thang. Họ cũng đã tạo ra một hệ thống canh tác tổng hợp chăn nuôi trâu, bò, vịt cá, lươn và sản xuất lúa gạo đỏ, cây trồng chính của khu vực. Ở đây thường trồng một vụ trong năm, bắt đầu vào tháng 4 và thu hoạch vào tháng 9. Kết thúc mùa gặt, từ giữa tháng 9 đến tháng 11, những bậc ruộng luôn đầy ắp nước cho tới mùa cấy năm sau. Những mảng nước trong ruộng tạo thành những chiếc gương đa chiều trong suốt khi nhìn từ trên cao xuống. Nếu đến tham quan sau mùa thu hoạch thì thời điểm lý tưởng mà du khách nên chụp ruộng bậc thang là 30 phút trước khi mặt trời lặn. Khi đó, mặt nước loang loáng trên những thửa ruộng như một tấm gương phản chiếu màu sắc kỳ ảo của bầu trời. Sắc hoàng hôn của nền trời phản chiếu xuống cánh đồng ngập nước, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động và hùng vĩ. Ruộng bậc thang Long Tích, Quảng Tây, Trung Quốc. Ruộng bậc thang này được xây dựng từ triều đại nhà Nguyên năm 1271 đến năm 1368 và hiện nay đã trở thành một trong những ruộng nổi tiếng thế giới. Nó có quy mô đồ sộ, nằm rải rác trên các ngọn đồi, cao hơn mặt biển từ 300 đến 1.100 mét, với độ dốc lớn nhất là 50 độ, ruộng lúa nước tầng tầng lớp lớp, xếp từ chân đồi đến đỉnh đồi. Khung cảnh ngoạn mục nhất xuất hiện vào mùa xuân và đầu mùa hè, tức là từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 6, khi tất cả các ruộng bậc thang đều bị ngập nước một cách có chủ ý, bắt đầu từ các hàng trên cùng cho đến các hàng thấp nhất ở chân những dãy ruộng bậc thang. Thức dậy với mặt trời vào khoảng 6 giờ sáng và bạn sẽ bị cuốn hút bởi bức tranh toàn cảnh trải rộng trước mặt. Nước trong những cánh đồng đang đổ xuống sẽ phản chiếu bầu trời với ánh nắng ban mai, tạo nên một bức tranh óng ánh sống động. Bạn có thể bắt chuyện, làm quen với bất kỳ gia đình thiểu số địa phương chăm sóc ruộng đồng ở đây. Tổ tiên của họ đã dành hàng trăm năm để xây dựng những vùng đất trồng lúa tuyệt vời này. Người dân rất thân thiện và hiếu khách. Họ có thể cho phép bạn ở lại một đêm và chiêu đãi bạn một số món ăn ngon chính hiệu, tất nhiên là có gạo là thành phần chính. Nếu đến vào mùa xuân, bạn cũng có thể quan sát quy trình trồng lúa công phu thường không thể thực hiện được nếu không có sức người thuần túy, vì một số ruộng bậc thang quá hẹp để ngựa hoặc trâu có thể làm việc trên đó. Vào mùa hè, bạn sẽ thấy những ruộng bậc thang xanh tươi và vào mùa thu, những cánh đồng sẽ vàng óng với những hạt lúa chín. Bạn có thể khám phá khu vực này bất cứ lúc nào từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 11. Những tháng mùa đông thường quá lạnh và có thể có tuyết rơi. Ruộng bậc thang Mari, Peru. Một trong những tàn tích Inca tuyệt vời nhất còn hiện hữu là Mari, một di chỉ khảo cổ học cách thành phố Cuco, Peru, 50 km về phía tây bắc và nằm về phía tây làng Maras. Thực chất, Mari là quần thể ruộng bậc thang sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, nhìn như một nhà hát Hy Lạp cổ đại. Với hình dạng xoắn ốc ở độ cao hơn 3.000 mét, khoảng cách giữa hai bậc thang từ 1,8 mét đến hàng chục mét. Những bậc thang ở khu vực trung tâm có kích cỡ vô cùng lớn và dốc xuống độ sâu khoảng 150 mét. Ở đáy vực sâu như vậy, nhưng vào mùa mưa, nơi đây không hề bị ngập lụt dù lượng mưa có nhiều đến mức nào. Đến giờ, các nhà khoa học vẫn chưa rõ mục đích của người Inca khi xây dựng quần thể này, nhưng hầu hết đều nhất trí với giả thiết rằng khu ruộng bậc thang này là một trạm nghiên cứu nông nghiệp. Đặc điểm độc đáo nhất của Mari có lẽ nằm ở sự chênh lệch nhiệt độ cực kỳ khác biệt giữa đỉnh và đáy ruộng trong cùng một thời điểm lên tới khoảng 15 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn đã tạo ra khu vực vi khí hậu tương tự như nhà kính ở thời hiện đại, giúp người Inca nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện khí hậu khác nhau lên cây trồng. Không phải ngẫu nhiên mà sự khác biệt nhiệt độ ở đây tương ứng với sự khác biệt tự nhiên giữa nhiệt độ ở đất nông nghiệp ven biển và khu vực núi cao 1.000 mét. Hơn nữa, nghiên cứu phấn hoa cho thấy đất từ nhiều vùng khác nhau của đế chế Inca từng được chuyển tới các tầng ruộng bậc thang. Cho đến nay, những bí ẩn về tàn tích Inca cổ đại này vẫn là đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học. Ruộng bậc thang Pisac, Peru.
nằm trong thung lũng linh thiêng. Pisac là một ngôi làng thuộc địa dưới chân pháo đài Inca, cách thành phố Cusco khoảng 45 phút và là điểm khởi đầu hoàn hảo cho chuyến đi bên ngoài thành phố Cusco đến thung lũng linh thiêng. Pisac là một trong số những ruộng bậc thang của người Inca cổ đại mà đến nay vẫn còn được sử dụng. Pisac bao gồm 16 thửa ruộng lớn bao vây đỉnh núi này, được tạo tác theo hình chú chim đa đa khi nhìn từ trên xuống. Trong tiếng Peru, Pisac cũng có nghĩa là chim đa đa. Ngoài ra, khi đến tham quan Pisac, các du khách khá thích thú khi nhận ra trên ruộng bậc thang Pisac, ngoài ruộng ra thì nó còn là một quần thể kiến trúc bao gồm một tòa thành quân sự, những thánh điện tôn giáo và những ngôi nhà nhỏ bao quanh, có thể nhìn ra thung lũng xây quệt giữa những dãy núi San Cantay xa xa. Với diện tích trải rộng trên núi, du lịch ở Pisac, du khách còn có thể thăm các khu thành cổ, đền chùa và nhà dân trong khu vực. Bởi vì những tàn tích không nằm ở chính thành phố Cusco nên có ít khách du lịch hơn và bạn sẽ có nhiều thời gian và tự do hơn để khảo sát địa điểm. Ruộng bậc thang Himalaya, Nepal. Du khách có thể thấy ruộng bậc thang rất nhỏ ở khắp mọi nơi ở Nepal, vùng nông thôn, miền núi và dưới đường tuyết. Điều đó có nghĩa là du khách có thể nhìn thấy ruộng bậc thang ở hầu hết mọi nơi ở Nepal. Chính số lượng ruộng bậc thang khổng lồ ở đây, cũng như khung cảnh núi non ngoạn mục nơi chúng được tìm thấy, đã khiến quốc gia thuộc dãy Himalaya trở thành điểm đến ruộng bậc thang hàng đầu được nhiều người yêu thích. Thời gian tốt nhất để ngắm ruộng bậc thang, cuối tháng 8 đến đầu tháng 10 và giữa tháng 2 đến tháng 4. Ruộng bậc thang ở Nepal là một trong những ruộng bậc thang hoang sơ nhất trên thế giới. Những nơi này hầu như không phải là điểm du lịch ồ ạt, vẫn giữ được mộc mạc như cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương. Ở Nepal, 65% dân số làm nông nghiệp. Du khách có thể thấy ruộng bậc thang ở Nepal ít ngoạn mục hơn, nhưng thắng ở khung cảnh nơi đây, nguyên sơ và độc đáo. Không giống Bali, độ cao và mùa đông lạnh giá của Himalaya khiến các cánh đồng hoang hóa trong mùa đông. Vào cuối tháng 2, các thửa ruộng ở đây hồi sinh với tiếng hát của phụ nữ, làm lụng cho vụ mùa tiếp theo. Khung cảnh ruộng bậc thang từ trên đỉnh Himalaya nhìn xuống như một bức tranh nhiều màu sắc đan xen của lúa mì, khoai tây và đậu lăng. Vào mùa mưa thì ruộng chủ yếu trồng gạo. Ruộng bậc thang Bernal, Ifugao, Philippines. Nằm ở độ cao hơn 1.500 mét so với mặt nước biển, ruộng bậc thang Bernal là cánh đồng lúa dốc nhất thế giới, được chạm khắc thủ công vào núi Ifugao hơn 2.000 năm trước và vẫn được người Igorot sử dụng cho đến ngày nay. Những ruộng bậc thang này là niềm tự hào của người dân Philippines, được in trên tờ tiền 20 peso và là bảo vật văn hóa quốc gia. Để ngắm nhìn khung cảnh những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất, du khách sẽ di chuyển đến nơi được gọi là Sunrise Viewpoint. Việc leo núi có thể mất vài giờ, nhưng tầm nhìn toàn cảnh ngoạn mục của thung lũng bậc thang là phần thưởng xứng đáng với những ai yêu thiên nhiên hùng vĩ mà thơ mộng. Ruộng bậc thang Bernal 2.000 năm tuổi được công nhận di sản văn hóa thế giới. Ruộng nằm tại núi Ifugao của Philippines và được tạo nên bởi tổ tiên những cư dân bản địa Batak. Bernal được gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới bởi mức độ quy mô và chiều cao đáng kinh ngạc. Tôi là Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi ngắm nhìn những ruộng bậc thang từ biển đến núi.